Con tên gì? Dạ con tên Thơ. Con tên Thơ. Con học chung bạn này tên gì? Bạn tên Linh. Linh. Thơ với Linh học chung nhau được mấy năm rồi? Dạ con học được 5 năm rồi. Học chung với nhau 5 năm hả? Dạ. Lớp 7 học chung luôn. Dạ lớp 7 học 5 năm. Có ai học chung với Bùi Nhật Nam không? Dạ năm lớp 7 lớp 7 có học chung. Con Linh có học chung không? Dạ giống rồi đó. Cũng có hả? Con học với Bùi Nam 2 năm rồi. À mẹ anh chung lớp cái chục con ghế rồi nó ngồi ghế không ạ? Phải không? Đây vậy. Rồi đó, nó đánh con ghế rồi chú không? Nam cần ngồi con hả? Lớp 7 á hả? Nó học chữ mà nó kêu lắm chú. Nó chỉ bài nó chỉ. Nam ngồi gần con á hả? Con kêu nó chỉ bài con, nó lên nó làm, nó không chịu. Vậy là năm lớp 7 đó, là dạ. Chung luôn. Lớp 6 học chung không? Dạ lớp 6 con học chung rồi mấy đứa à. Linh thì sao? Thơ thì sao? Dạ con thấy bạn cũng hiền. Bạn ít nói. Ít nói lắm hả? Ít nói. Ít nói. Ít nói với tụi con thôi, còn mấy đứa kia không biết. Dạ. Nó ngồi chung với con với mấy thằng lớp đó. Cái nó ngồi nó nói quá trời nó nói luôn. Cái anh kêu nó chỉ bài nó nói là thôi mày tự học đi. Vậy hả? Rồi sao con nói tao cho mày bịch bánh này chỉ tao bài 1 đi nó lụm liền giống kia. Không hiểu cái gì luôn. Có thiệt không đó? Thiệt trời. Nó tên là Bùi Hàng Nam mà chứ. Bùi Nhật Nam. Bùi Nhật Nam. Bạn chơi bộ chứ. Nhớ là tụi con chơi là Nguyễn Huy Hoàng Nam á. Linh. Linh. Hả? Đơn. Đơn. Miêu tả bạn trong lớp như thế nào thử coi. Dạ. Miêu tả về một người bạn học trong lớp. Bạn hiền, thích nói. Học giỏi. Học giỏi. Trời đau lắm. Đừng nói cháu sau lưng của bé không. Học giỏi mà là được rồi con. Mà kêu nó không cho không đi bài. Về lại không tay đại đi. Nghiệp á, nghiệp. Đại hàm răng. Có bao giờ bạn nam trong lớp bị cô giáo cho lên đứng bảng hay bị gì đó bị phạt rồi? Nhưng mà ít chú chưa lên làm bài. Có. Nói vô nghe nè. Thầy từng có. Thầy từng có. Gì nó không được tê như thầy kêu không được đổi chỗ mà đổi chỗ cái xong rồi bị đánh cho. Sao hả? Lý do? Nó điểm lắm chứ. Bữa làm bài á cái xong á cái nó cô kêu lên nó không có nó lấy tập con lên. Rồi kêu nó được bánh nó không được nó đánh. Hỏi của con mà sao đem lên được? Vậy đâu nó đem lên nó làm được à? Không biết là nó chạy là mày chứ. À. Đem lên để coi á hả? Quỷ á. Trời năm nay năm lớp 8 mà Nam đi đâu mấy con có biết không? Dạ. Năm lớp 8 có Nam học chung với con không? Dạ không. Sao hả? Tại vì Nam lớp bán chú với chú. Hả? Bị tách lớp ra. Lớp bán chú tách lớp này. Ủa hình như là hàng Nam nó đâu có học nữa. Bùi Nam nó tách lớp ra. Bùi lớp nó học. Bùi Nam nó đâu học nữa đâu. Tại vì nó tách lớp bán chú luôn mà nó không học nữa. Mà học lớp 8 7 rồi. Vậy là lên lên lớp 8 là mấy con chia chia ra hết hả? Chứ không còn học chung nữa hả? Chia Bùi Nam nghe. Tại vì lớp bán chú với lại lớp đi về riêng. Đi bơi nhiều có lạnh không? Lạnh không? Đi bơi đây là đi lần thứ mấy rồi? Dạ nhiều lắm chú. Con này thì nhiều lần với con đây là thứ ba. À con nha, nhiều lần lắm rồi. Nhà con gần đây không? Dạ gần. Dạ. Cuối tuần đi bơi hay là ngày nào mình cũng đi bơi? Dạ không, cuối tuần hoặc là lâu lâu thôi. Con học chung với lớp mấy? Dạ lớp 8 rồi chú. Tất cả mấy đứa con đều là bạn học chung nhau hả? Dạ học chung với nhau. Dạ. Em học riêng hay học chung vậy? Chung với ai? Chung với ai? Trường nào? Dạ dạ Đặng Công Bỉnh. À. Là lễ này là đi bơi thôi, ngoài ra có đi đâu chơi nữa không? Dạ ở nhà ăn cơm với bộ chứ. Không á đi đi mấy bạn rủ nhau đi cắm trại rồi hả? Dạ không. Đi lại nhà bạn chơi rồi đó. Hè cái đó hè. Nhưng mà con được nghỉ mấy ngày? Dạ
À, là vô bắt đầu vô kỳ thi luôn đó hả? Dạ. Ừ. Chúc con mấy con cố gắng ha, sau cái bữa đi chơi này về cố gắng học bài ha. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy con. Dạ. 1, 2, 3, ngã. Mày đứng đây. Lo chú Lân luôn. Come on.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bữa nay đi bơi sao? Dạ, rồi Linh sao? Vui chứ. Giờ dự định được khi nào đi nữa? Giữ ai giờ tới cuối năm ở đây? À. Rồi cảm ơn mấy con nha. Bye bye, xin chào, chào thơ, chào cây.